9 phút cả. Đôi anh đánh tiếp thôi này. Không đôi em. Hết rồi anh. Mình hết rồi. Đó, mình còn đôi này nữa. Đôi này đúng không ạ? Anh cười mình đốt đi. Anh cười mình đốt đi. Thế vội. Em bảo đấy nó đang trước, anh cứ tức là đồ đeo phải đánh mạnh lắm. Thế chứ gì mà sức mà đánh nam nữa. Có đánh luôn không? Không đánh, không đánh. Còn sức kia không đánh. Luôn đi. Không đánh không kịp. Ngại đi. Đánh rồi thì không muộn. Anh làm gì mà sớm đấy. Đi nào ở trên khúc mà anh đi xe công ty à? Chú lấy anh. Không. Đấy, đôi này đôi này lợn lợn cơ mà. Đánh như lợi thải ấy. Lợi thơm cơ mà. Đâu? Đâu anh á? Đâu? Thả là giúp cặp cái gì? Đánh cho em. À ư. Chắc bốn. Anh độ chắc à? Nhìn giải rồi anh bánh rồi. Thôi anh nhận đôi anh còn cặp với nhau vô địch bố rồi. Không, đấy là anh Cường. Đúng mình á. Em phải bỏ anh Cường anh ấy nhả thôi. Dạ mất. Biết thừa là đôi này. Bên em giờ mới nói được một chất. Cứ bảo vô địch. Bây giờ bọn em mới đánh với nhau. Nếu mà bây giờ vô địch thì anh Dương Cúc cho em lấy về. Tôi không đánh nữa. Về luôn. Ra sân. Đó bác tổ chức. Tôi sẽ từ ngày mai mà đánh với anh rồi. Anh được mấy điểm? 4 điểm thì có này. 4 anh được 4 điểm rồi. Còn trận tối nay mà. Không vào đâu. Không vào đâu, đôi anh đã 5 trận rồi, không vào đâu mà. Anh ơi, giờ là anh đấy. Đấy chưa, tổ chức năng nỉ. Bây giờ em mời các đôi, kể cả đôi mình ra thành tứ kết chẳng hạn. Có 7 đôi thôi. Theo lịch nghỉ thì khả năng là mình là vô địch. Mọi người nghỉ hết. Hôm đấy hôm chủ nhật nhá. Bỏ em ra và cô gái ra cùng trang phục. Tớ anh cả hai chồng người quê là mất hai đôi rồi. Đã. Đúng không? Thế lại ghép được hai đôi nữa. Chứ ấy với Thánh. Mùa giải này ghép nữa. Ghép được rồi nhưng mà khi nhớ đấy sao Ngọc. Đây. Không còn thứ hai. Sau này thứ hai luôn đấy. Lại. Hai điểm xong là trao giải rồi. Không thứ hai đánh được. Quay clip chưa? Nhưng mà em có được anh bán kết đâu. Nếu mà các đôi kia không quay là vẫn được đánh. Đôi kia bỏ. Đấy, thấy mỏi rồi. 1, 4 cầu khán giả chấn tượng và chỉ sôi động vỗ tay. Kinh chất thua sức mặt nhất từ trước đến nay. 2, 4 anh đập hết cỡ rồi em. Anh buông được cái gì? 3, 4 cả Dũng với Sơn chứ thế đều đập không thể tiếp. Rồi bóng dài cầu ngoài sân, tổ các cầu 5, 3. Thank you.
rồi. Đây. Không gần đâu. Thằng này cứng thật. Lao. Lao quá. Cái nhạc cái vợt nào đẹp thì đánh này. Ở trong túi không đánh được vợt nhẹ. Đây cái vợt này nặng đây chị này. Đấy chị. Đấy. Chị đánh bẩm của em đây, chị cứ xem thắng hay thua nha. Đây chị thấy vợt này nặng này. Cân bằng bao u. Đúng không? Thằng Duy em là đánh vợt ấy rồi bị đau quá. Lên nhá. Vô. Cao. Anh cao trực tiếp đúng không? 13. 14. Thì vậy đấy các bài các thích cơ. Cần. Ai. Không không ạ. Thank you.
không trả. Ok chị, cái người cho có thủ tục thôi.